Khi nhắc đến BlackBerry, chắc chắn ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến những chiếc smartphone có bàn phím cứng Full QWERTY, một trackpad siêu nhạy và khả năng push mail cực tốt cùng với tính bảo mật cao. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc của Android và iOS đã buộc BlackBerry phải thay đổi để cạnh tranh với các đối thủ. Những mẫu thiết kế mới của BlackBerry cũng thay đổi để phù hợp với hệ điều hành mới, cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những nét đặc trưng của những sản phẩm BlackBerry dần mất đi để lại sự tiếc nuối cho người dùng. Nắm được vấn đề này, BlackBerry cho ra mắt sản phẩm mới mang tên Classic, được xem là bản nâng cấp của Q10 với màn hình cảm ứng to, bàn phím Full QWERTY và đặc biệt là sự trở lại của hàng phím chức năng với trackpad thân quen. BlackBerry Classic có kiểu dáng gợi nhớ về sản phẩm cao cấp trước đây là Bond 9900, nhưng lại mang phong cách hiện đại và trẻ trung của Q10. Máy được thiết kế vuông vắn với các cạnh được bo tròn, viền xung quanh máy được làm bằng kim loại để tạo sự chắc chắn và giúp máy được bảo vệ tốt hơn. Các phím điều chỉnh âm lượng và phím nguồn cũng làm bằng chất liệu tương tự, được bố trí ở cạnh phải và cạnh trên của máy. Khe cắm nano SIM và khe cắm thẻ nhớ mở rộng đặt ở cạnh trái của máy và được làm tiệp màu với phần khung viền để tạo ra sự đồng nhất cho sản phẩm. Classic không sử dụng mặt lưng vân carbon như Bond 9900 hay Q10, mà sử dụng hoa văn sọc chéo nổi và được phủ một lớp sơn nhung mềm. Nhưng điều này lại làm cho máy kém đi phần sang trọng ở mặt lưng. Tuy nhiên, những họa tiết này đã giúp cho việc cầm nắm máy tốt hơn, đồng thời tránh bị bám mồ hôi khi sử dụng. Cụm camera được thiết kế hơi lồi so với phần mặt lưng và được che bởi một tấm kính. Chữ Classic được làm bằng kim loại sáng bóng, nổi bật, nằm đối diện với camera chính của máy. Logo BlackBerry được đặt ở vị trí trung tâm của mặt lưng và cũng được làm bằng kim loại sáng, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho phần mặt sau của máy. Sự trở lại của hàng phím chức năng giúp cho việc thao tác trở nên dễ dàng hơn. Phím menu sẽ có chức năng mở nhanh phần top menu hoặc vào nhanh phần cài đặt. Trong khi, phím back sẽ có vai trò thu nhỏ cửa sổ ứng dụng hoặc đóng cửa sổ ứng dụng nhanh chóng khi nhấn phím này 2 lần. Trackpad được thiết kế nhô cao hơn so với hàng phím chức năng, giúp cho việc điều khiển và điều hướng trên màn hình cảm ứng dễ dàng hơn. Bàn phím Full QWERTY với 4 hàng phím được thiết kế to hơn Bond 9900 và cho cảm giác bấm khá thoải mái, dễ chịu và các phím có độ nảy tốt. Việc bố trí các phím hợp lý giúp cho việc thao tác được nhanh hơn. Nếu như bạn chưa từng sử dụng qua bàn phím này, cũng sẽ nhanh chóng làm quen sau một thời gian ngắn sử dụng. Classic sử dụng màn hình vuông kích thước 3.5 inch, độ phân giải 720x720 pixel, mật độ điểm ảnh lên tới 294 ppi, giúp cho Classic có khả năng hiển thị sắc nét, hình ảnh trung thực. Khi sử dụng ngoài trời, Classic cũng có khả năng hiển thị tốt, mọi thông tin được hiển thị rõ ràng, không bị lóa. Lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 giúp cho màn hình có khả năng chống chảy xước tốt trong khi sử dụng hoặc khi bỏ trong túi quần. Về mặt hiệu năng, BlackBerry Classic sử dụng vi xử lý loại kép Snapdragon MSN8960 của Qualcomm, tốc độ 1.5 GHz, bộ nhớ RAM 2 GB. Cấu hình này tuy không cao nhưng giúp cho Classic hoạt động trơn tru, chuyển đổi giữa các trang màn hình nhanh, đa nhiệm tốt. Một số chức năng cơ bản khác như nhận, gửi email, tin nhắn, soạn thảo văn bản, duyệt web, Classic đều có khả năng xử lý hiệu quả, mượt mà và nhanh chóng. Với dung lượng pin 2515 mAh ở mức sử dụng cơ bản, thì Classic cho thời gian sử dụng lên đến hơn một ngày, đảm bảo được các nhu cầu về liên lạc, nhận gửi email cũng như kết nối internet ở mức độ cao. Việc sử dụng hệ điều hành BlackBerry 10.3.1 giúp cho Classic có thể sử dụng được ứng dụng của hệ điều hành Android. Người dùng có thể tải dễ dàng các ứng dụng này từ kho ứng dụng Amazon App Store được cài sẵn trong máy, bên cạnh kho ứng dụng mặc định BlackBerry World. Trong thực tế, không phải ứng dụng nào của Android cũng có thể hoạt động ổn định và mượt mà trên Classic. Nhiều ứng dụng khi được cài đặt trên máy sẽ gây hiện tượng giật, chậm hoặc một số ứng dụng chạy nhầm có thể gây hao pin. Ứng dụng quản lý BlackBerry Hub hoạt động khá hiệu quả và giúp cho người dùng có thể kiểm soát được các thông báo từ tin nhắn, email, cuộc gọi, BlackBerry Message hay các thông báo từ Facebook. BlackBerry Plan là một trong những điểm mới trên Classic. Ứng dụng này cho phép bạn gửi, nhận email, tin nhắn, BBM và quản lý tập tin của Classic ngay trên màn hình máy tính. BlackBerry Assistant hoạt động như Siri, Google Now hay Cortana. Ngoài ra lệnh bằng giọng nói,
Chức năng này còn cho phép người dùng có thể thực hiện nhanh các cuộc gọi nhanh, soạn thảo văn bản, BBM, email hoặc tạo ghi chú bằng giọng nói. Thực tế, BlackBerry Assistant không được sử dụng nhiều tại Việt Nam do phần mềm này không hỗ trợ nhận diện tiếng Việt. Vì là sản phẩm phục vụ cho các doanh nhân, được tập trung mạnh vào các tính năng văn phòng, nên camera trên các dòng sản phẩm của BlackBerry chưa được chú trọng. Tuy nhiên, với Classic, người dùng có thể hài lòng với chất lượng ảnh sau khi chụp. Với camera chính với độ phân giải lên đến 8 megapixel, cho khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, chi tiết và lấy nét nhanh. Người dùng có thể sử dụng trackpad hoặc phím space để chụp ảnh. Giao diện chụp ảnh trên Classic cũng khá đơn giản và dễ sử dụng. Trên nền tảng BlackBerry 10.3.1, Classic hỗ trợ thêm nhiều chế độ chụp ảnh như Panorama, Time Shift, HDR, Hammer, Brush. Ngoài camera chính, BlackBerry còn hỗ trợ Classic camera phụ với độ phân giải 2 megapixel, phục vụ cho việc selfie cũng như thực hiện các cuộc gọi video. Như vậy, qua những gì mà chúng ta thấy, thì rõ ràng BlackBerry Classic không phải là sản phẩm dành cho tất cả mọi người, mà là sản phẩm dành cho các doanh nhân bận rộn, nên những tính năng của Classic hầu như tập trung vào các yếu tố có thể hỗ trợ tốt cho công việc hàng ngày của một doanh nhân. Đối với những ai đã sử dụng qua và yêu thích dòng sản phẩm của BlackBerry thì chắc chắn không thể bỏ qua sản phẩm này, bởi đây là một sự kết hợp giữa cũ và mới, giữa phong cách cổ điển và hiện đại, nhưng trong một thân hình với cấu hình mới, hệ điều hành hiện đại hơn và hỗ trợ người dùng tốt hơn. Để tìm hiểu thêm về BlackBerry Classic, các bạn có thể truy cập vào website www.review.manguyen.vn để xem bài đánh giá sản phẩm BlackBerry Classic và có cái nhìn toàn cảnh hơn về smartphone cao cấp này. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.